Xong đến ngày yufi.com bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1 bảo hành. Bữa nay mình đổi món cho mọi người nha. Bữa nay mình sẽ cho mọi người ăn tráng miệng nha. Cặp bến nè, mọi người xem luôn. Trong cái thời gian mà dịch bệnh như vậy thì phà ăn bệnh cũng không có đông khách lắm. Trên phà là đeo khẩu hiệu là đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng là phải tự bảo vệ mình. Rồi sau đây mình sẽ qua mua ủng hộ ngoại cho mọi người. Và sau đó là sẽ nhận xét xem đâu có ủng hộ bán thì nó sẽ có một chuyện như thế nào nha. Chào ngoại. Đâu câu bán sao ngoại ơi? 10.000 một bịch. Dạ. Giá rất là bình dân luôn nha mọi người. 10.000 một bịch thôi. Ngoại bán cho con 2 bịch. Dạ. Ủa nay hình như ngoại không có bán chè hả? Bữa nay không có chè. Dạ. Bán ế quá rồi không có lấy nữa. Ít người ăn hay sao ngoại? Dạ. Dạ. Có ai đi chợ người ta không có ăn. Dạ. Chút xíu mình sẽ mời mọi người ha, cùng thưởng thức chung với mình ha. Hương vị gạo câu này là của ngoại làm hay là của ai à? Ở nhà ngoại làm. Ở đây, à vậy là ngoại làm là thường ngoại làm vào lúc ngoại nào? Ngoại đi vòng vòng nắng á, hôm đó ngoại có bán cho con rồi đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ con muốn quay lại kỹ dạ cho hả? Mọi người biết là ngoại là bán gạo câu này là ngoại làm gạo câu vào lúc nào? Buổi chiều, buổi chiều sáng? À. Chiều à. Cỡ 6 giờ ngoại bắt đầu ngoại làm rồi, làm dạ tới 10 giờ. Dạ. Rồi cho nó đặt, nó nguội rồi bỏ tủ lạnh. À. Rồi. Khuya ngoại mới vô bịch rồi đi bán. Dạ. Là ngoại bán từ khúc nào tới khúc nào vậy ngoại? Từ bên cầu Hiền Đức mà đẩy vòng vòng qua đây. Dạ. Từ cầu Hiền Đức ha. Ngoại qua đây là tới mấy giờ? Cũng khoảng 8 giờ rưỡi à. 8 giờ rưỡi ngoại mới tới đây. À. Rồi ngoại ngồi đây ngoại đậu ngoại bán thì tầm từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ giờ này để tới 2 giờ rưỡi về. À dạ, có nghĩa là hết sớm thì về sớm. 8 giờ rưỡi. Tới 14 giờ rưỡi. Hết sớm thì ngoại sẽ nghỉ sớm. Hết sớm thì về sớm. Dạ. Trễ thì còn đẩy chở ngược trở về, đẩy dạ vòng vòng chợ nữa. Hiện tại thì ngoại có thể nói cho mọi người biết là một ngày ngoại bán khoảng được bao nhiêu bịch cho rau câu không? Có trên dưới vậy có nhiêu à? Dạ. Coi như là ngoại cũng mới ra. Dạ. Với lại mấy ngày ngoại bán ngoại thấy cái tốc độ bán là sao? Ế quá. Giảm. Giảm nhiều dữ lắm. Vậy không mày? Không có khách khứa gì đó. Ngoại bán còn được hơn nữa không? Cũng phân nửa thì chắc cũng được. Dạ. Bởi cái nhiều thì không có nữa. Mua bán bây giờ vì quá có nhiều là khó khăn. Dạ. Rồi người ta cũng lớp rồi người ta nghỉ nhiều quá rồi không có ai mà ăn gì cái tiền á, thành ra người ta cũng ít ăn. Dạ đúng rồi. Con thường con thấy cũng vậy. Cái vụ này thì nói chung là kinh tế nó bị đi xuống. Đúng rồi. Dạ, nó trì trệ. Mà cái gì cũng vậy, không có ra tiền rồi thành ra họ cũng tiện tặng. Dạ đúng rồi. Hiện tại thì nếu mà bình thường ngoại bán như vậy là ngoại có đủ sống trong vòng một ngày không? Tiện đặng thì được, bởi vì còn mình ngoại với ổng à. Dạ. Ổng thì ổng bị bệnh á. Dạ. Ở nhà ăn bậy bạ quý quá cũng được. Vậy là ngoại ở chung với ông ngoại? Dạ. Ông ngoại ở nhà thì có di chuyển gì được không ngoại? Còn đi bị tai biến thì cũng nhẹ. Dạ. Đi tới lui trong nhà, coi nhà, coi cửa là được. Nhưng mà mừng công chuyện nặng thì không được. Có nghĩa là không có làm gì nặng được. Không có làm gì được á. Mình có thể mà cũng như không có tạo gì ra tiền được hết á. Bị gì tối ngày không ở trong nhà không. Mà cái ngoại bán cái này là được bao nhiêu lâu rồi? Cũng cỡ 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vậy trước lúc đó là ngoại làm nghề gì? Thì ngoại bán cá. Ngoại bán cá. Bán cá. Rồi sao ngoại quyết định chuyển nghề? Bán từ 7 năm 3 vậy đó, bị gì không có vốn. Dạ. Đụng cái gì mà ngoại bán cái nấy à. Chị hả? Có thấy chiếc xe này của ngoại đẹp quá mà ngoại đặt mua hay là ở đâu? Ngoại đặt á, đặt người ta mừng á. Dạ. Cái này mình đặt theo ý mình hay là mình lại mình lựa mẫu ngoại? Ở đó người ta thiết kế cho mình. Dạ. Người ta vẽ vậy á, rồi con mình dòm vô mình thấy gửi thì người ta đóng. Dạ. Rồi con hiểu rồi. Thì nay đến đây con mua ủng hộ ngoại và giới thiệu cho cái chỗ bán của ngoại, cái thời gian ngoại bán.
cho mọi người được biết tới. Hy vọng là khi người ta muốn ăn đó, thì người ta sẽ ghé ủng hộ ngoại thêm. Rồi, cảm ơn ngoại, con chúc ngoại sức khỏe. Cảm ơn cậu. Rồi vậy là mình đã mua xong hai bịch rau câu của ngoại nè mọi người. Thì cái bịch rau câu mà có hình bông hoa hồng này ha, thì mình thấy một bịch như vậy thì ngoại bán là 2, 4, 6, 7 7 cái hoa hồng trị giá là 10.000 đồng thôi. Mà hoa hồng này rất là to nha mọi người. Theo mình thấy một cái bịch này với giá 10.000 đồng thì ngoại lời rất là ít nha. Ăn mình ăn rất là no. Còn cái loại này ha, loại này thì cũng là hình bông hoa mà nó nhỏ hơn chút xíu thì mình xem ơi. Đây như cũng nhiều, để coi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 cái gì là 10. Sau đây ha, mời mọi người cùng thưởng thức cho biết mình ha. Vì rau câu của chỗ ngoài bán nha. Mình nhìn thấy là rất là chất lượng rồi. Rồi ha, sau đây ha, mình sẽ mời mọi người ha cùng thưởng thức. Đó, mọi người xem. Hai bịch rau câu mà nãy mình mua của ngoại nè. Mỗi bịch với giá 10.000 đồng nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Trước tiên bây giờ mình thử loại này trước nha mọi người. Đây, mọi người xem nè. Đây, cái loại này là loại màu tím. Đây là nước cốt dừa nè mọi người. Hình bông hoa hồng ha, rất là đẹp. Rau câu ngoài rất là giòn. Khi ăn vô miệng á, mình ngậm chút xíu á, cảm giác là nó tan ở trong miệng đó mọi người. Ngon. Để mình thử qua cái này. Đó, hình trái tim nha mọi người. Rất là đẹp đúng không? Cái này là theo mình là sô-cô-la với cà hoa, cà phê với cốt dừa. Rau câu rất là giòn đúng rồi. Nếu mà ngoại bán 10.000 một bịch á, tầm 7 cái như vậy đó, thì mình thấy là chỉ có 1.500 một cái thôi. Chưa tới 1.500 một cái thì mình thấy là ngoại lời rất là ít luôn. Chất lượng rất là ngon luôn. Sẵn cái này mình cho mọi người thêm luôn nha. Cái này thì hình thù thì chắc mình nghĩ là nó cũng giống thôi, không cùng một chất lượng, nhưng mà ngoại đổ ra cái khuôn nó nhỏ hơn, cái hình thù nó khác hơn. Đây mình thử luôn cùng màu xanh đi. Xanh này chắc có lẽ là lá dứa với nước cốt dừa. Chất lượng y chang mọi người, rất là giòn, ngọt dịu, cũng hơi hơi béo. Vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha, chỗ bán rau câu của ngoại bán ngang đối diện với bến phà An Bình á. Ngoại bán từ 8:30 sáng tới 14 giờ, là 2:30 chiều á, là ngoại sẽ nghỉ thứ sớm, ngoại sẽ nghỉ sớm. Nếu mà mọi người á có muốn ăn á thì ghé ủng hộ ngoại nha, với giá chỉ 10.000 đồng một bịch thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Bye bye tất cả mọi người. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng, 1 đổi 1, bảo hành pin trộn.